Khi tôi lần đầu tiên tham gia một trận đấu xếp hạng Liên Quân Mobile. Hello mọi người, mình quay lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bộ môn Liên Quân Mobile. Hôm nay là mình sẽ thử đánh hạng, đánh ranh ấy, trận đầu tiên. Xem là mình có cơ hội thắng được hay không nha. Xem nào. Ơ, cái con màu đỏ hôm qua đâu rồi nhỉ? Không có con màu đỏ thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi lại không bắn cung nha mọi người. Cái gì đây? Ơ, nó có cái này này. Có cái này này. Ánh sáng sao trời, luôn chơi nhau. Ồ, xinh thế nhờ. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi xuống đường dưới. À, quên. Thật sự thì mình không biết là đấu ranh nó khác với đấu thường chỗ nào, cho nên hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm. Đừng sợ, đấm nó. Nó sẽ có hai nó mà. Mày. À, mình sẽ tạo ra. Thôi, mình sắp hết máu rồi, thôi. Ê, chỗ này không có cái mầm cây à. Mày hả bưởi. Mình được bục đi một thằng rồi. Chạy, nó nhiều máu hơn, chạy. Mày vô đây. Hay lắm bạn ơi. Đập nó. Hay lắm bạn ơi. Mày mày hay lắm bạn ơi, hay lắm. Chạy đi. Ô, đánh rắn mình sao thấy nó bình thường vậy ta? Ê mày. Đánh nó mày. Trời ơi, đánh ranh mà nhiều thằng. Mình không nghĩ mà đánh ranh mà nó đơn giản như vậy luôn á. À, mày đứng lại. Ủa, thằng này nó ngu. Đi, đừng đánh nó nữa, chạy đi. Trời ơi, cái thằng này nó lấy hết mầm cây của mình đó mọi người. Xin lỗi bạn ơi, mình xin lỗi. Có gì từ từ nói, chúng ta là bạn bè với nhau mà. Thằng gà này. Thằng gà này nó hơi ngược mạng cho mình lắm mọi người ơi. Hãy ra xong. Đọc con này thử xem. À, trời ơi. Mày dám đánh tao. Hello, đừng sợ. Mày dám đánh tao. Thằng này mày bị điên à? Đánh nhau không? Thôi, mình xin lỗi bạn ơi. Bạn chạy đi. Hay quá bạn ơi. Hồi máu đã. Tự nhiên bị nó dí là hoảng luôn á mọi người. Hoảng sợ luôn. Xuống luôn bạn ơi. Your tower has been destroyed. Xin lỗi. Con gà này. Trời đất ơi. Nãy là thằng nào đánh mình á. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi phục thù. Mình sẽ cho tụi nó biết thế nào là sự lợi hại của bắn cung. Mày dí bạn tao. Mày, a à, con này có hạt mì nè. Chúng mày dí bạn tao. Bung hết ra đi. Trời ơi, bạn ơi, đứng lại cho mình thọt đi bạn ơi. Con gà này. Ừ, con này là con này nguy hiểm thế. Đánh không mẹ? Đánh nhau mẹ. Ôi, bạn quá yếu.
power. Mọi người ơi, mình vừa có việc chút xíu. Tự nhiên dân là bị chết một mạng. Đau lòng thật chứ. Lại victory rồi. Trời ơi, thấy đấu hạng cũng như đấu thường nó có khác gì đâu mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đấu hạng đầu tiên của mình. Mình thấy thì nó cũng bình thường, chắc là do rank thấp. Hẹn các bạn vào video ngày mai, mình sẽ tiếp tục đấu một trận nữa xem kết quả nó như thế nào. Tạm biệt mọi người.